Thiện Nam Tử, Bồ Đề Tâm thành tựu vô lượng vô biên cho đến bất khả thuyết công đức thủ thắng như thế. Nếu có chúng sinh phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, sẽ đắc được pháp công đức thủ thắng như thế. Cho nên Thiện Nam Tử, người đã đắc được lợi lành, vì người đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, cầu Bồ Tát hạnh, đã đắc được đại công đức như vậy. Lúc đó, Bồ Tát Di Lặc nói với Thiện Tài Đồng Tử rằng, Thiện Nam Tử, Bồ Đề Tâm, thành tựu vô lượng vô biên, cho đến bất khả thuyết công đức thủ thắng như thế. Nếu có chúng sinh phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, sẽ đắc được pháp công đức thủ thắng như thế. Cho nên Thiện Nam Tử, người đã đắc được lợi lành, vì người đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, cầu Bồ Tát hạnh, đã đắc được đại công đức như vậy. Thiện Nam Tử, như chỗ người hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện Nam Tử, ngươi có thể vào trong đại lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng, quan sát khắp cùng thì ngươi sẽ biết rõ. Học Bồ Tát hạnh, học rồi thì sẽ thành tựu vô lượng công đức của Bồ Tát tu. Thiện Nam Tử, như chỗ ngươi hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo? Thiện Nam Tử, ngươi có thể vào trong đại lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng này, quan sát khắp cùng thì ngươi sẽ biết rõ. Học Bồ Tát hạnh, học rồi thì sẽ thành tựu vô lượng công đức.